Xin chào các bạn nhé, mời các bạn nghe Thi Giao Duyên. Cặp đôi này hát 2 tiếng rồi, vẫn chưa xong, bây giờ mình quay một tí vậy. Cả canh một tí nhá. Đủ 5 phút đấy nhá. Dạ. Tí thôi. Vâng ạ, nửa tiếng thôi. Anh một tí thức cho cây bên này nhé. Các cô chú ấy hát hơn 2 tiếng rồi mà không muốn quay các bạn ạ. Chắc là xấu hổ. Các chú này ở Chiến Thắng nhỉ? Các cô Chiến Thắng à? Chiến Lăng à? À, các chú Bắc Thủy à? Chiến Lăng Nhân Lý. Vâng, Nhân Lý. Cháu để tối nó không thấy đâu chú ạ? Dạ. Cháu để tối nó không thấy đâu. Cháu thấy đâu, không thấy đâu. Cháu để nó tối tối để nó không hết pin. Không cần đâu, thấy thế này nhưng mà lên pin thì không có. Để làm gì á? Bây giờ còn đi đâu nữa? Đó là máy mình gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tổng mới nửa chỗ tà vàng á. Chăn bia là khẩu át đi luôn. Để mà được chứ đấy. Một chơi chứ đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Bình Gia để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ Ba con xin không ạ? Và lại là con này. Đi mà xe ngủ xe máy lòng xe đi vào bán nữa. Hả? Con đi vào đến đi. Anh đứng như con này hẹp vái á. Nhìn vào lại là gì bị mì. Vì sự á, có cái đồng hồ tô hẹp, có đồng hồ nó để mình giải bằng. Có tình cư chứ. Bạn vào để đi nàng, nó bị quay không? Nên đấy nàng này, cái nước bò cam đen là đó. Và giả vẳng là giả vẳng bác á. Bác vào này á. À bọn tao lấy cái nào đó. Bạn này sẽ nói lái. Làm gì cả. Làm gì cả. Để soi này. Con phải nó đợi nó mà. Nè. Rồi đó. Các bạn này coi. Chú phải đi từ đây nào rồi. Các chú này là đâu đây ạ? À? Các cô Bình Gia à? Các chú này đâu hả cô? Các chú Thánh Nguyên á? Thánh Nguyên. Hả?